sai lầm oái oăm của quý ông khi dùng Viagra. Nhiều quý ông không thực sự hiểu rõ về tác dụng của viên thuốc, thần kỳ màu xanh Viagra, nhà sản xuất Pfizer, chủ nhân của nhãn hàng Viagra đưa ra cảnh báo trong một tuyên bố mới đây. Theo đó, Pfizer cho biết họ sẽ làm việc với cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chính phủ anh em HGA sau cuộc thăm dò trên diện rộng tại quốc gia này và phát hiện ra rằng rất nhiều quý ông đang dùng thuốc của họ mà không mấy để ý đến hướng dẫn sử dụng. Họ cũng lưu ý rằng sai lầm này cũng có thể đang diễn ra với các quý ông từ những quốc gia khác, những nơi mà Viagra có thể tìm mua tại nhà thuốc mà không cần kê đơn, dẫn đến tiền mất tật mang. Người phát ngôn của nhóm tư vấn về rối loạn cương dương Men's Pharmacy tại anh cho biết, mọi người tin vào huyền thoại rằng Viagra sẽ giúp họ kéo dài hàng giờ, mà không biết rằng nếu như họ không bị rối loạn cương dương thì viên thuốc hoàn toàn không có tác dụng gì. Bản thân viên Viagra được chỉ định cho các trường hợp quý ông mắc các vấn đề sức khỏe khiến bộ phận chiến lược không thể cương cứng và duy trì đủ để giao hợp, chứ không được sản xuất để kéo dài chuyện ấy. Các khảo sát cũng cho thấy Viagra còn được dùng với các chất kích thích bất hợp pháp, làm tăng nguy cơ xảy ra tai biến chết người như đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Lạm dụng Viagra từ lâu đã được chứng minh có thể dẫn đến các tác dụng phụ ảnh hưởng đến hệ tim mạch, thị giác, lờn thuốc hay dẫn đến chứng cương cứng kéo dài. Nguy cơ biến chứng gia tăng khi các quý ông tìm đến những loại thuốc có thành phần tương tự, siêu đi nơ nhưng được bán trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Cuộc thăm dò và các khuyến cáo được đưa ra sau khi nghị sĩ Anh quốc sơ Mark Hendrick lên tiếng yêu cầu một hành động cụ thể nhằm ngăn chặn việc bán Viagra cho những người đàn ông không thực sự cần nó. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.